Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khoai Số 8 TV. Hôm nay thì không phải là một video về review dự án, mà sẽ là một video về một sự kiện cực kỳ đặc biệt và nổi bật đến từ Khoai Số 8, sự kiện Crypto Choice Award, sự kiện bình chọn dấu ấn tiền mã hóa trong năm vừa rồi. Đặc biệt là trong video lần này thì Linda sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu xem thử chương trình này là gì và cách tham gia bình chọn. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta cũng let's get started. Vậy Crypto Choice Award là sự kiện gì? Như các bạn cũng đã biết thì năm 2021 đầy ắp những cái biến chuyển, những cái chuyển động của thị trường tiền mã hóa. Trong đó có Việt Nam là một cái quốc gia mà có sự tiếp cận mạnh mẽ nhất đối với thị trường tiền mã hóa. Thì Crypto Choice Award là một sự kiện được tổ chức bởi Khoai 68 nhằm nhìn lại bức tranh tổng quát của ngành công nghiệp blockchain và cryptocurrency, đồng thời tri ân và ghi nhận những cái đóng góp từ những cá nhân, những tập thể có những ảnh hưởng lớn lao trong sự phát triển chung của ngành thị trường tiền mã hóa. Thì cái Crypto Choice Award này không chỉ tổ chức năm này mà còn tổ chức ở những năm tiếp theo nhằm ghi nhận những cái dấu ấn của thị trường tiền mã hóa qua từng năm. Để biết thêm thông tin chi tiết thì chúng ta cùng vào trang web của sự kiện này để xem thử nha. Các bạn hãy nhập vào 2022.khoai68.com để hiện ra cái giao diện trang chủ của sự kiện. Các bạn thấy là sẽ có 4 đề mục, đó là trang chủ, các đề cử, ban cố vấn và về chúng tôi. Để biết thêm về thể lệ của chương trình thì các bạn có thể bấm vào về chúng tôi. Thì trong cái tab về chúng tôi thì mọi người có thể thấy là mục 1 là về giới thiệu chung, thì Linda đã vừa giới thiệu rồi. Thứ hai là về thời gian diễn ra sự kiện, đó là sẽ từ 15 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3. Thứ ba là các cái hạng mục bình chọn, thì chúng ta có 4 hạng mục bình chọn, đó là nhân vật của năm, sự kiện của năm, cộng đồng của năm và dự án của năm. Thì mỗi hạng mục chúng ta sẽ có 12 đề cử. Thì bây giờ Linda với các bạn sẽ cùng đi bình chọn và xem thử là cái thể lệ bình chọn như thế nào nha. Ok, thì để bình chọn thì mình sẽ quay trở lại trang chủ của dự án. Thì trước khi bình chọn, nếu các bạn muốn đọc kỹ thêm về chi tiết của các đề cử thì các bạn có thể click vào một các đề cử nha. Ở đây thì mình sẽ click thử cho mọi người. Thì trong cái mục các đề cử này, các bạn sẽ có những cái bài blog rất là kỹ càng, rất là chi tiết về các cái đề cử này. Các bạn có thể đọc qua trước khi đưa ra quyết định của mình. Còn nếu các bạn sẵn sàng thì chúng ta sẽ đi bình chọn luôn. Quay trở lại trang chủ thì các bạn trượt xuống dưới qua cái phần giới thiệu Linda vừa mới giới thiệu rồi, các bạn sẽ tới cái phần bình chọn. Chúng ta có 4 hạng mục như Linda đã nói, đó là nhân vật, sự kiện, dự án và cộng đồng. Các bạn nên nhớ là các bạn có thể bình chọn bao nhiêu đề cử tùy thích, tức là có thể bình chọn 1 đề cử cho tới 12 đề cử tùy. Nhưng mà các bạn chỉ bình chọn được một lần thôi nha mọi người. Ở đây mỗi đề cử chúng ta sẽ có hình ảnh của cái đề cử này, tên của cái đề cử và số vote hiện tại. Ở đây thì Linda sẽ thao tác vote cho mọi người cùng xem luôn. Thì các bạn chỉ cần click vào cái đề cử các bạn mong muốn, đọc cái dòng mô tả nhỏ nhỏ này và bấm chữ vote, tức là bình chọn. Nó cũng có hiện cái số người bình chọn hiện tại cho mọi người luôn, đó là 238 người. Đó, thì sau khi các bạn bấm vote thì bên trang web sẽ trả lại cho các bạn kết quả là bạn đã bỏ phiếu thành công. Ok, tương tự nếu các bạn rút vote thì nó sẽ trả lại cái kết quả là bạn đã rút phiếu thành công. Thì ở đây Linda sẽ chỉ chọn Elon Musk là nhân vật của năm thôi, vì đó là cái lựa chọn của Linda. Các bạn có thể lựa chọn tùy thích nha, cho tới 12 đề cử lần. Đến với sự kiện của năm, các bạn lặp lại thao tác tương tự. Thì ở đây Linda sẽ chọn cái ETF Bitcoin đầu tiên của Hoa Kỳ, vì đây là một cái sự kiện rất lớn đối với Linda trong năm vừa rồi. Và Linda sẽ bấm 1. Đến với dự án của năm, có rất là nhiều dự án, 12 dự án cho các bạn lựa chọn. Thì đối với Linda thì Axie Infinity là một cú nổ lớn trong năm 2021, cho nên Linda sẽ chọn là AX nha, vì nó là khởi đầu xu hướng Way to Earn trong năm 2021. Cuối cùng là cộng đồng của năm, thì Linda sẽ chọn 68 Trading là cộng đồng của năm đối với Linda. Về cơ chế tính điểm cuối cùng của tụi mình thì sẽ như sau. Đầu tiên là về trọng số bình chọn thì mình sẽ có là 50% từ phía cộng đồng, 30% từ phía ban cố vấn và 20% từ phía ban biên tập. Cộng đồng tức là mình, những cái người mà đi vô bình thường ha. Ban biên tập thì chính là ban biên tập của Khoai 68. Còn ban cố vấn sẽ là những người có sự am hiểu nhất định về thị trường tiền mã hóa mà mình sẽ nói trong vài phút nữa. Thì các con số này được hiểu như thế nào? Thì đầu tiên á, là các cái kết quả bình chọn cuối cùng sẽ được quy về điểm số. Tức là những cái đề cử mà được nhiều bình chọn nhất thì sẽ được 12 điểm, và ngược lại sẽ là 1 điểm.
tức là cái số vượt vô là nó không quan trọng, mà cái vị thứ của các cái đề cử này thì là quan trọng hơn. Và số điểm cuối cùng của một đề cử sẽ là điểm từ phía cộng đồng nhân 50%, điểm từ phía ban cố vấn bình chọn 30%, điểm từ ban biên tập bình chọn nhân 20%, và tổng của ba cái này sẽ là ra số điểm cuối cùng. Và nhân vật, sự kiện, dự án hoặc là cộng đồng có số điểm cao nhất thì sẽ được vinh danh ở hạng mục đề cử của năm. Ngoài ra mình sẽ có ba cái lưu ý nho nhỏ mọi người có thể xem qua, đó là thứ nhất, đầu tiên là Linda đã nói hồi nãy, tức là mỗi người chỉ được bình chọn một lần, tuy nhiên có thể chọn nhiều đề cử trong một hạng mục. Lưu ý thứ hai đó là về phía ban cố vấn, là nếu trong trường hợp là không có sự lựa chọn giống nhau á, thì mọi lựa chọn được ban cố vấn bỏ phiếu thì sẽ được nhận được điểm tối đa là 12, còn các lựa chọn khác thì sẽ nhận được số điểm là 11. Và cái cuối cùng á, là về phía ban biên tập á, là sẽ chỉ có một đề cử được lựa chọn tại mỗi hạng mục có số điểm tối đa là 12, còn các đề nhận được cái số điểm là 11. Thì ngoài ý kiến từ phía cộng đồng cũng như là đề cử của ban biên tập thì mình còn có ý kiến từ ban cố vấn. Thì ban cố vấn thì toàn là những nhân vật cực phẩm và có sự am hiểu cũng như là kiến thức sâu rộng về thị trường tiền mã hóa. Đầu tiên là mình sẽ có anh Hoàng Minh Thiện, là founder của Tradecoin Việt Nam. Thì Tradecoin Việt Nam là một cái cộng đồng crypto cực kỳ đông đảo với lại hơn 200.000 thành viên. Người thứ hai là anh Thuận Capital, thì anh Thuận có một kênh YouTube mà phải nói là cập nhật tin tức về crypto hầu như là hàng ngày luôn mọi người. Thứ ba là anh Victor Trần, là CEO và co-founder của Kyber Network. Thì anh đã từng trở thành một trong 30 nhân vật dưới 30 tuổi nổi bật nhất châu Á của Forbes. Người cuối cùng cũng là một nhân vật cực kỳ đặc biệt, đó chính là anh Thục Nguyễn, là founder và CEO của Coin68 cũng như là Kairos Ventures. Thì không còn phải nói nhiều rồi đúng không? Thì Kairos Ventures là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm tiên phong và có ảnh hưởng rất lớn ở trong lĩnh vực blockchain của Việt Nam và Đông Nam Á. Vừa rồi chính là giới thiệu về chương trình Crypto Choice Award của Coin68 và hướng dẫn các bạn cách tham gia bình chọn. Nếu các bạn yêu quý Coin68 cũng như là yêu thích chương trình lần này thì đừng quên click vào đường link bên dưới để tham gia sự kiện nha, để chúng ta có thể ghi nhận và tri ân những tập thể, những cá nhân, những sự kiện có tầm ảnh hưởng quan trọng trong thị trường tiền mã hóa năm vừa qua. Đừng quên là cho Coin68 TV một like cũng như là một subscribe nha, và comment cho Linda biết xem thử trải nghiệm của bạn đối với sự kiện lần này là gì. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!